Em chào tất cả các bác ạ. Em là Hải Lang Thang. Ngày mới thì em chúc tất cả các bác luôn là mạnh khỏe, vui vẻ và thật là nhiều tiền các bác nhé. Và ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ với tất cả các bác một vấn đề. Đó là để chạy Grab hay Bi hay là xe công nghệ thì chúng ta phải cần bao nhiêu tiền và phải cần những giấy tờ gì, thủ tục gì các bác nhé. Và em xin phép được chia sẻ với tất cả các bác như thế này. Để chạy Grab hay là Bi hay là xe công nghệ hay là xe taxi chăng nữa thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chuẩn bị đó là một chiếc xe ô tô. Nếu là đối với Grab Car, chiếc xe ô tô ở đây đối với Grab hay Bi hay xe công nghệ thì chúng ta không cần một xe mới đâu, chúng ta chỉ cần một xe bình thường thôi, ít tiền thôi. Chúng ta chỉ cần một chiếc xe dao động của khoảng là 190 triệu. Nếu với giá tiền là 190 triệu thì chúng ta có thể mua được chiếc xe Kia Morning 2016 bản tiêu chuẩn hoặc là 2017, hoặc là chúng ta có thể mua được chiếc xe i10 hatchback bản tiêu chuẩn năm 2016 hoặc 2017 các bác nhé. Như vậy thì cái số tiền này em nghĩ rằng là đối với em các bác nó rất là lớn. Nói lớn thì nó lớn mà nói nhỏ thì nó cũng không phải là nhỏ. Nếu chúng ta mà khó khăn quá thì chúng ta có thể là vay trả góp ngân hàng, hoặc là chúng ta nếu khó khăn quá, nếu mà gia đình thì mình có điều kiện giúp đỡ thì chúng ta có thể là vay ông bà nội, vay ông bà ngoại. Thì mà mọi người vẫn nói rồi thì sưng khói phủ đời trai, tương lai nhà nhà vợ, nếu nhà vợ mà có thì ông bà giúp đỡ thì mình cảm ơn, mình xin. Đấy là những cái em chia sẻ các bác. Như vậy thì thôi, quay lại vấn đề chính. Chiếc ô tô là khoảng 190 triệu các bác nhé. Đấy là đầu tiên. Thứ hai nữa là các bác cần phải sử dụng một chiếc điện thoại. Vì chạy ứng dụng xe công nghệ Grab hay là Bi, hoặc là nhắc là từ xe công nghệ là chúng ta phải cần đến smartphone rồi. Chiếc điện thoại thì không cần phải đắt lắm đâu, nhưng mà cũng không nên những cái mua cái máy cùi quá. Chỉ cần cái máy mà smartphone khoảng là chạy hệ điều hành Android hoặc iOS. Nhưng theo em nên dùng Android hơn, vì Android là chiếc điện thoại mà có dung lượng pin lớn. Hai nữa là hệ điều hành mở. Hệ điều hành mở có nghĩa rằng là Grab hay là Bi họ có thể vào ứng dụng kiểm tra chúng ta được. Nó giống như kiểu là khi chúng ta làm thuê cho ông chủ ấy, mà ông chủ mà quản lý chúng ta được, chúng ta đang làm gì ở đâu và có bao nhiêu tiền ấy, thì ông chủ sẽ yêu chúng ta hơn và quý chúng ta hơn. Còn nếu chúng ta mà kín nhẽ quá, ông chủ không biết chúng ta làm gì thì người ta không vui với mình đâu. Ứng dụng Grab đấy thôi, họ sẽ biết được là mình đang ở đâu, đang làm gì và thời lượng online làm việc bao nhiêu tiền như nào. Như vậy thì theo em nghĩ rằng là các bác dùng điện thoại có hệ điều hành Android thì là tốt hơn. Đấy, như vậy thì mà lưu ý một điện thoại thì các bác nên mua cái điện thoại nào mà nó có ít nhất là RAM nó phải là 4GB, bộ nhớ trong nó khoảng là 32GB hoặc là 64GB trở lên. Nếu như em không dùng gì, không điều kiện, em chỉ có dùng để làm việc thôi thì chạy xe thôi thì 64GB mà RAM phải là 4GB. Chứ nếu chúng ta dùng cái RAM mà 2GB, 3GB thì máy nó hay bị đơ máy. Đấy là những cái mà em muốn nói bác là như vậy. Là ô tô là 190 triệu nhá, thế còn là điện thoại thì là tầm khoảng là 4 triệu đi. Đấy, 4 triệu đi là 194 triệu rồi. Đấy, bác điện thoại em khuyên cáo các bác, nếu khi mua điện thoại các bác nhớ mà chạy Grab hay là Bi thì các bác phải mua cái điện thoại chính hãng nhé. Chính hãng có nghĩa rằng là chính hãng là điện thoại dùng cho thị trường tại Việt Nam. Không mua những điện thoại xách tay, không mua những điện thoại mà unlock, không mua những điện thoại như kiểu là của Nhật Hàn mang về Việt Nam họ unlock để họ cài tiếng Việt, như thế là không ổn. Tại vì khi cài ứng dụng Grab, nhất là ứng dụng Grab, nó rất là bảo mật rất là cao. Khi các bác sử dụng những chiếc điện thoại mà như kiểu là xách tay hoặc là unlock ấy, thì nó sẽ báo về là hệ thống đã phát hiện ra điện thoại của bạn đang bị giả lập định vị, hoặc là đang bị drive lag, hoặc là đang bị rốt gì đấy. Có nghĩa rằng là nó không còn an toàn nữa, cho nên họ ứng dụng Grab nó không cho cài lên đâu. Mà khi bác cài vào nó cứ out ra, và bác cố tình đăng nhập nhiều là nó sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn luôn ấy, bác cho là mình can thiệp hệ thống của nó. Đấy là những cái lưu ý em vừa nói các bác. Như vậy là ô tô 190 triệu nhá, điện thoại khoảng 4 triệu nhá, thì khoảng 194 triệu. Đấy, 4 triệu thì có thể mua được máy mới rồi. Có thể mua được, nếu máy cũ thì mua Samsung M30S, dùng rồi khoảng khoảng 3 tháng đấy. Các bác mua cái FPT là chắc nhất. FPT là những chiếc điện thoại vẫn còn bảo hành chính hãng. Hoặc là với tầm khoảng 3-4 triệu thì bác mua có thể mua đấy. Xiaomi Hoco M3. Cái điện thoại này cũng rất là khủng, RAM 4GB, bộ nhớ trong 128GB. Em để ý là cái này là pin nó 6.000 thì phải. Đấy, chạy cũng tốt. Đấy, ok, hàng chính hãng. Đấy là về điện thoại và xe là hết 194 triệu rồi. Đấy, tiếp đến là bác chuẩn bị áo này. Áo thì như em ít tiền, chẳng hạn em mua cái áo này khoảng 100.000. Đấy, quần thì em mặc quần jean, quần bò. Tại sao em nói mặc quần bò? Mình là lái xe thì theo em các bác đừng mặc quần đùi nhé. Đừng mặc quần ngố, nhìn nó cũng buồn cười ấy, mà nó không tác phong. Đối với khách hàng họ nhìn họ cũng không ưa chuộng lắm đâu. Ngay bản thân chúng ta ấy, thì chúng ta hãy tôn trọng khách hàng trước thì người ta sẽ tôn trọng mình sau. Đấy, nhưng quần áo các bác mua một áo phông mà không có cổ, quần jean thì quần dài đấy thì các bác mua tầm khoảng 300, cùng lắm 500, mua tầm 300-400, em mua tầm 250-300. Đấy, như vậy thì nó
190 cộng 4 triệu điện thoại 194, quần áo là khoảng 300.000, cho 1 triệu đi, 195 triệu. Đấy, còn một vấn đề nữa là mua đôi giày. Đôi giày thì các bác có thể mua đôi giày gì cũng được, nhưng mà theo em thì bác nên mua đôi giày Biti đi, dù gì là hàng Việt Nam, Biti nâng niu bản chân Việt, thì mua tầm khoảng 500-600. Bác cắt tọc lưỡi, nếu các bác có điều kiện thì em không nói làm gì, em mua gì, nếu có điều kiện bác mua loại gì thì bác đi, tốt thì bác đi, còn nếu mà điều kiện mà hạn hẹp thì theo em bác mua nên mua Biti 500-600 đấy. Nếu hạn hẹp quá thì các bác tặc lưỡi mua cái Biti mà đi. Tại vì sao? Nếu các bác mua các loại đôi giày mà 150, 200, 300 nhé, em đi hết cái loại rồi, các bác đi khoảng 2-3 tháng thôi là cái đế nó mòn rất là nhanh mà nó còn nứt cơ. Đi mà dụ giày mưa mà mình đi mà đông lội nó hơi lộ một tí ấy, em không nói là nó ngập vào giày đâu nhé, mà là nước nó ẩm nó xin qua đế nó vào chân, thối chân mồ hôi đấy. Nên là các bác tặc lưỡi mua đôi giày Biti khoảng 500-600 đi. Biti đi em thấy đấy. Em đang người đi Biti đây, em đi thấy ok, nó hút mồ hôi đấy, nó phù hợp với thao tác chúng ta lái xe đấy. Còn đấy, Biti thì khoảng 500-600 thì có nghĩa là chúng ta rơi vào khoảng 194 triệu cộng với 1 triệu quần áo 195 thì Biti khoảng 500-600 rồi, 195 triệu 500 rồi. Thì đấy, mua thêm đôi tất đấy, hoặc là cục sạc dự phòng đấy, nếu các bác nào mà hay chơi game, hoặc là nếu mua thêm cái tẩu sạc nữa đấy. Còn đối với cái sạc dự phòng ấy, theo em là nếu mình lấy ô tô thì chả cần mua, thì mình sạc trên xe luôn. Đấy, đấy đối ô tô thì nó khoảng 195-196 triệu gì đấy. Đấy, thì là chúng ta có thể mà có thể chạy được gác thôi. Còn nếu xe máy thì chúng ta mua cái xe, nếu mà nhiều tiền thì các bác mua cái gì các mua, đấy là quyền của các bác. Nhiều tiền thì không nói rồi. Còn nếu ít tiền nhất thì chúng ta có thể là mua chiếc xe máy xe Huy Chiến chẳng hạn. Đấy, Huy Chiến thì các mua cái đời 2012 thì nó dao động khoảng là 9 triệu 10 triệu. Đấy. 9 triệu 10 triệu đấy là chúng ta có thể là chạy xe được rồi. 9 triệu thôi. Đấy, còn 1 triệu còn lại thì chúng ta mua đôi giày, mua quần áo, các thứ, đấy, mua sạc dự phòng, dây sạc. Thì xe máy thì tổ sạc thì em nghĩ là ít xe có, những xe đời cao như Xcenter hoặc là những xe Ballet thì có thể các bác lắp thêm vào, còn bình thường là mình không có cái tổ sạc thì mua thêm cái sạc. Cái dao động là khoảng, với quần áo nữa là dao động khoảng 10 triệu đối với xe máy. Thế thì cái, đấy là vấn đề mà chuẩn bị những cái gì, bao nhiêu tiền để mà chạy Grab hoặc là chạy Bi các nhá. Đấy là như thế. Còn tiếp tục nữa, vấn đề nữa là chuẩn bị về giấy tờ. Về giấy tờ thì đối với ô tô thì chúng ta đều nó khác xe gia đình ở vấn đề như này. Đăng kiểm chúng ta phải là đăng kiểm kinh doanh, có nghĩa rằng là đối với xe gia đình thì họ là 2 năm hoặc 3 năm đăng kiểm một lần. Đối với xe mới khoảng 3 năm hoặc 1 lần, xe cũ khoảng 2 năm hoặc là 1 năm. Còn taxi thì là xe mới là 5 rưỡi, còn xe cũ là khoảng 6 tháng. Nhưng mà từ tháng 10 năm nay 2021 thì nhà nước do ảnh hưởng của Covid nên nhà nước cho là đăng kiểm là 1 năm 1 lần. Và cái đăng kiểm kinh doanh này thì đối với xe taxi thì mức xe dịch vụ thì là cao hơn xe gia đình một chút. Đấy, như kiểu nó cao hơn về cái phí bảo trì đường bộ. Đối với xe gia đình thì khoảng 130 một tháng, còn xe dịch vụ là 180. Nhưng mà đối với Grab vì không hiểu tại sao nhà nước vẫn thu 130 bằng với gia đình, em cũng không hiểu. Đấy có nghĩa là có lợi hơn một chút so với anh em taxi rồi đấy. Đấy. Thế thì một vấn đề tiếp đó là đối với xe kinh doanh và ô tô ấy thì cái bảo hiểm của chúng ta phải là bảo hiểm kinh doanh. Còn đối với xe gia đình là bảo hiểm bình thường khoảng 430.000, còn bảo hiểm kinh doanh của ô tô là trước em mua là 730 hoặc là 730.000 thì phải, em nhớ không nhầm là 730-780 gì đấy. Đấy, nhưng mình đi mua thì họ bán rẻ hơn, họ bán tầm 600 hơn một chút đấy, tùy từng chỗ họ bán đấy. Còn về giấy tờ đối với Grab, Bi thì đều giống nhau là như thế. Còn đối với xe máy thì dĩ nhiên thì cái đăng ký đăng kiểm bình thường thôi, đăng ký đăng kiểm bảo hiểm bình thường. Đối với xe máy không có bảo hiểm kinh doanh gì cả, mà không có đăng ký kinh doanh gì cả. Nhưng cái điểm một điểm chung đối với ô tô, xe máy chạy Grab hay là Bi là một vấn đề như này tiếp này. Đối với Grab hay Bi họ đều bị yêu cầu là cái giấy xác nhận dân sự, hoặc là hay còn gọi là lý lịch tư pháp đi. Nếu mà về quê các bác xin được cái giấy xác nhận dân sự mà có chữ là không tiến tiền sự, mà công an họ kê vào đấy, họ chụp dấu cho thì ok. Còn bình thường như em thì có nhiều chỗ họ khó, họ không làm cho thì mình phải đi lấy lý lịch tư pháp. Lý lịch tư pháp thì mình lấy ở đâu? Thì mình lấy ở tỉnh. Các bác nào ở tỉnh nào thì các bác về tỉnh đấy để lấy. Đấy, mình ở Nam Định, em ở Nam Định thì em về tỉnh Nam Định. Bác ở Hà Nam về Hà Nam, bác Yên Bái về Yên Bái. Đấy. Thì lệ phí nó 200.000, 2 tuần sau là bác có. Nếu các bác làm dịch vụ làm nhanh thì mất nhiều tiền hơn. Nhưng mà thôi, theo em thì mình tự làm đi, tự tốn tiền. Đấy. Thì khi nào bác có dịp về quê thì bác tiện bác làm luôn. Nhưng vấn đề tiếp đó là nếu mà các bác mà nhờ dịch vụ làm lý lịch tư pháp ấy thì thường là bọn nó hay lừa đảo lắm, mà hay phí nó hay cao ấy, nó hay chát, thì không thì tự đi làm đi. Thì một cái vấn đề lưu ý nữa là đối với Bi thì Grab ấy, bây giờ thì họ đòi lý lịch tư pháp luôn. Có nghĩa là khi các bác đăng ký thằng Bi thằng Grab là họ đòi luôn, họ không cho nợ. Ngày trước em vào Grab hay là Bi là em có vào trước khoảng 1-2 tháng.
sau này em bổ sung sau cũng được, nhưng bây giờ thì không đồng ý nữa rồi. Bây giờ là phải cho luôn, phải có lý tư pháp luôn, để xem mình có nghiện hút cờ bạc heroin gì không, xem mình có tiền án tiền sự gì không. Nếu mà chúng trong sáng thì ok đấy. Cho nên là nhiều khi bảo là xã hội có bằng văn minh mà bảo đấy, cái nữ lâu của người nào mà có án mà đi tù về cái gì đấy mà xin lý tư pháp mà lại không trong sáng và chết dở đấy là không xin được việc đâu đấy. Thì đấy cũng là những cái gì mà em muốn chia sẻ với bác. Thì để chạy Grab maybe thì mình cần số tiền nó tầm tầm là như thế đấy, còn giấy tờ thủ tục nó là như vậy. Bên trong video này cũng có thể là em nói thiếu ấy, hoặc là em nói nhầm, hoặc là em nói sai cái gì ấy, thì các bác lượng thứ thông cảm. Mà cũng có thể nhiều thứ em quên. Nếu các bác có thắc mắc cái gì và hỏi cái gì thì bác cứ bình luận ở phía dưới, em biết cái gì em trả lời ngay. Nhưng thường thường những gì liên quan đến xe cộ, giấy tờ lăng nhăng thì bác cứ hỏi lại bên ngay, em sẽ trả lời luôn đấy các bác. Thì vì nhiều khi nói em thiếu sót mà đấy. Mà trong video mà em có gì sai thì các bác cứ bảo em, bình luận phía dưới, em biết, em học tập theo các bác. Thì bây giờ em xin phép được chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé. Em chào các bác, chúc các bác mạnh khỏe và hạnh phúc. Một vấn đề nữa là em xin các bác thêm 30 giây nữa thôi. Nếu mà video của em mà hay, bị ý nghĩa mà giúp được các bác cái gì ấy, thì em xin phép xin các bác một lượt like và một lượt đăng ký kênh nhé. Đăng ký kênh là cái nút màu đỏ bên góc phải phía dưới đó nhé. Em cảm ơn các bác nhé. Em chào các bác. Em xin đa tạ các bác. Em chào các bác.